chào các em. Cô xin được giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Thoa, giáo viên trường trung học cơ sở Phạm Y Thông, huyện Ân Thi. Rất vui khi được đồng hành với các em trong buổi học ngày hôm nay. Các em thân mến, mùa xuân là mùa tụ hội của vẻ đẹp, mùa của sự sống căng tràn với những chồi non lộc biếc và tiếng chim vui ca. Có lẽ vì thế mà thi nhân muôn đời yêu mến xuân. Xuân đi vào thơ qua qua năng kính chủ quan của người nghệ sĩ. Qua những trang văn, trang thơ, ta không chỉ thấy được cách nhìn, nét nghĩ riêng của các tác giả, mà còn thấy được cả tình cảm, cảm xúc riêng của họ nữa. Mùa xuân nho nhỏ chính là một tác phẩm mà Thanh Hải đã góp vào trong thơ ca. Buổi học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cùng tìm hiểu bài thơ này. Các em hãy mở sách giáo khoa hiện hành trang 5556 và sách giáo khoa theo mô hình trường học mới trang 40 để chúng ta bắt đầu vào nội dung bài học. Trước hết, cô và các em chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là phần đọc và tìm hiểu chung. Cô giới thiệu với các em về chân dung của tác giả Thanh Hải. Dựa vào chú thích dấu sao ở trong sách giáo khoa, cô và các em sẽ cùng lượt lại một số những nét chính về tác giả Thanh Hải nào. Thứ nhất, Thanh Hải sinh năm 1930 và mất năm 1980. Tên khai sinh của ông là Phạm Bá Ngoãn, quê ông ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi cố đô thâm trầm cổ kính. Hoạt động văn nghệ của Thanh Hải có thể nói đó là bắt đầu từ cuối những năm kháng chiến chống Pháp và suốt những năm kháng chiến chống Mỹ. Thanh Hải là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng Việt Nam những ngày đầu. Cô giới thiệu với các em một số những tác phẩm của nhà thơ Thanh Hải và nếu có thời gian thì các em tìm đọc thêm. Đó là tác phẩm Những đồng chí trung kiên, Mùa xuân, Huế mùa xuân giấu võng Trường Sơn hay Mưa xuân trên đất này. Không chỉ tìm hiểu những nét chính về tác giả Thanh Hải, mà cô còn muốn các em tìm hiểu một số những nét chính về bài thơ trước khi chúng ta đi vào nội dung phân tích. Trước hết, ở bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, điều đầu tiên các em cần chú ý cho cô đó là các em phải đọc đúng bài thơ này và cô sẽ hướng dẫn các em đọc. Các em quan sát lại một lần nữa bài thơ. Đây là một bài thơ có giọng điệu thay đổi linh hoạt, khi say sưa trìu mến. Cô lấy ví dụ khi chúng ta đọc đoạn đầu của bài thơ. Mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc, ơi con chim triền triền, hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Có khi giọng thơ lại nhanh và hối hả. Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Có khi lời thơ lại lắng lại, tha thiết. Một mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời. Dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Không chỉ đọc đúng bài thơ này mà các em còn đọc kỹ cho cô các chú thích ở trong sách giáo khoa. Việc đọc các chú thích ở trong sách giáo khoa sẽ giúp cho các em trong việc phần nào trong việc phân tích bài thơ sau này. Không chỉ đọc và tìm hiểu kỹ các chú thích trong sách giáo khoa, cô còn muốn các em có một vài những hiểu biết chung nhất về bài thơ. Trước hết, các em chú ý cho cô vào hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này. Bài thơ được sáng tác vào tháng 11 năm 1980 khi Thanh Hải đang nằm trên giường bệnh. Bởi thế, bài thơ Mùa xuân nho nhỏ chính là lời tâm niệm chân thành thiết tha mà nhà thơ muốn gửi gắm đến cuộc đời. Điều thứ hai là các em chú ý cho cô đến phương thức biểu đạt chính của bài thơ này, đó là phương thức biểu cảm. Thứ ba, các em chú ý cho cô vào thể thơ. Để xác định được thể thơ của bài thơ này, các em chú ý cho cô vào những điều sau đây. Một là các em chú ý cho cô về số chữ trong một dòng. Thứ hai là các em chú ý cho cô vào số câu trong từng khổ thơ. Và thứ ba, các em chú ý cho cô đến gieo vần. Thứ tư nữa, đó là cách ngắt nhịp của bài thơ này. Và khi quan sát vào bài thơ, các em có thể dễ dàng nhận thấy bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải được làm theo thể thơ 5 chữ gần với làn điệu dân ca Trung Bộ. Mỗi một khổ thơ thì các em thấy thông thường là có 4 câu. Tuy nhiên ở bài thơ Mùa xuân nho nhỏ này các em có thể nhận thấy có sự thay đổi. Ở khổ 1 và khổ 2 của bài thơ mỗi khổ có 6 câu. Khổ 3, khổ 4 và khổ 5 mỗi khổ có 4 câu. Và khổ thơ cuối cùng kết thúc bài thơ lại có 5 câu. Không những thế, cách ngắt nhịp của bài thơ này cũng hết sức linh hoạt.
khi thì 2-3, lúc thì 3-2, có khi lại có dòng thơ không ngắt nhịp. Về gieo vần thì ở đây các em có thể quan sát vào những từ cô đã gạch chân ở đây để chúng ta nhận thấy là bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ ở đây tác giả Thanh Hải đã gieo vần liền. Ví dụ, ở khổ thơ thứ nhất là từ trời, rơi, ở khổ thơ thứ hai là từ mạ, hối hả, và các khổ thơ còn lại các em cũng có thể nhận thấy sự gieo vần liền này. Chính những tín hiệu nghệ thuật về thể thơ này đã khiến cho bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải rất giàu nhạc tính. Và đó cũng là lý do tại sao mà trong buổi lễ tiễn đưa nhà thơ Thanh Hải, nhạc sĩ Trần Hoàn chỉ mất 30 phút để phổ nhạc cho bài thơ này. Và bài thơ ấy được cất lên mỗi độ Tết đến xuân về, nó như vẫy gọi muôn người sống và cống hiến. Một điểm nữa các em cần chú ý cho cô đó chính là xác định bố cục của bài thơ. Bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ có bố cục 4 phần. Phần thứ nhất chính là khổ thơ đầu tiên, cảm xúc của nhà thơ về mùa xuân của thiên nhiên đất trời. Phần thứ hai là khổ 2 và 3, đó là cảm xúc của Thanh Hải về mùa xuân đất nước. Khổ 3, phần 3 chính là khổ 4 và 5, cảm xúc và suy ngẫm tâm niệm của Thanh Hải trước mùa xuân đất nước. Và phần cuối cùng chính là khổ thơ thứ 6, lời ca ngợi quê hương đất nước của nhà thơ. Như thế, các em quan sát cho cô vào toàn bộ bố cục của bài thơ này, các em sẽ nhận thấy một điều sau đây. Toàn bộ bài thơ này theo mạch cảm xúc của tác giả về mùa xuân. Mùa xuân xuất hiện gần như trong tất cả các phần của bài thơ. Khi thì là mùa xuân của thiên nhiên đất trời, lúc lại là mùa xuân của đất nước, và sau đó xuất hiện trở lại trong suy ngẫm và tâm niệm của nhà thơ. Việc tìm hiểu bố cục của bài thơ sẽ giúp các em có một cái nhìn tổng quát và mạch lạc về bài thơ này, để từ đó các em có thể phân tích bài thơ được tốt hơn. Như vậy, các em đã có một cái nhìn khái quát nhất về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Để có thể phân tích kỹ về nội dung và nghệ thuật để thấy rõ hơn giá trị của bài thơ này, cô hướng dẫn các em sang nội dung phân tích. Và chúng ta sẽ phân tích theo bố cục của bài thơ. Trước hết, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu cảm xúc của nhà thơ về mùa xuân thiên nhiên đất trời. Các em sẽ quan sát lại cho cô đoạn thơ đầu tiên và trả lời cho cô các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, ở khổ thơ này, Thanh Hải đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì? Và thứ hai nữa là những biện pháp nghệ thuật ấy đã tái hiện mùa xuân của thiên nhiên đất trời như thế nào? Và thứ ba là qua việc tái hiện mùa xuân ấy đã thể hiện tình cảm cảm xúc gì của nhà thơ? Để trả lời những câu hỏi này, các em chú ý cho câu vào các tín hiệu nghệ thuật sau đây. Một, đó là giọng thơ của tác giả ở đây rất say sưa, trìu mến. Nhà thơ còn lựa chọn những nét cảnh đặc trưng, tiêu biểu để tái hiện bức tranh mùa xuân. Đó là dòng sông xanh, bông hoa tím biếc, chim triền triền và bầu trời. Mùa xuân ở đây có sắc tím biếc nổi bật của bông hoa trên dòng sông xanh hiền hòa thơ mộng. Có tiếng hót vang của con chim triền triền giữa bầu trời bao la. Không chỉ thế, các em chú ý vào đây sẽ thấy được trình tự miêu tả ở khổ thơ này cũng vô cùng hợp lý, đã tạo nên một không gian khoáng đạt. Bắt đầu từ một bông hoa tím trên dòng sông xanh, các nét cảnh mở rộng dần từ mặt đất lên đến bầu trời. Không những thế, ở đoạn thơ này, việc sử dụng từ ngữ của Thanh Hải cũng hết sức linh hoạt. Điều đầu tiên, các em có thể nhận thấy ở đây tác giả sử dụng động từ mọc. Nhưng vấn đề là động từ mọc này được Thanh Hải đào lên ở đầu câu thơ để nhấn mạnh vào sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên tạo vật. Thứ nữa, đó là việc tác giả sử dụng rất nhiều các tính từ chỉ màu sắc và tính chất của âm thanh như xanh, tím biếc, vang. Với những tính từ này, nhà thơ không chỉ cho chúng ta thấy được sự hài hòa về các sắc màu của bức tranh xuân, mà còn cho chúng ta thấy được âm thanh tươi vui lảnh nót của con chim triền triền. Và sau nữa, đó là việc tác giả sử dụng các từ ngữ để gọi, để hỏi, ơi, hót chi, để thể hiện sự thân thương trìu mến. Không chỉ là việc sử dụng các từ ngữ linh hoạt, mà ở khổ thơ này,
Các em còn thấy đó là Thanh Hải sử dụng chi tiết thơ rất giàu chất tạo hình ở hai dòng thơ Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Vậy hai dòng thơ Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng, đặc biệt là hình ảnh thơ giọt long lanh gợi ra cho các em những cách hiểu gì? Có lẽ mỗi em, các em đã có những cách hiểu của riêng mình. Cô có một vài gợi ý như sau. Ta có thể hiểu Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng ở đây là nhà thơ đưa tay hứng từng giọt mưa xuân long lanh trong ánh sáng của trời xuân. Nhưng hiểu theo ẩn dụ cảm giác, chuyển đổi cảm giác thì đó là nhà thơ đưa tay hứng từng giọt âm thanh của tiếng chim triền triền. Tiếng chim từ sự cảm nhận bằng thính giác nay đã được nhà thơ cảm nhận bằng thị giác và xúc giác. Tiếng chim trở nên hữu hình, cô lại thành từng giọt phản chiếu ánh nắng của trời xuân mà trở lên lung linh sắc màu, khiến cho Thanh Hải bất chợt tôi đưa tay tôi hứng. Như thế, hai dòng thơ này đã thể hiện rất rõ cảm xúc say sưa ngây ngất, thái độ trân trọng, nâng niu vẻ đẹp mùa xuân của nhà thơ. Có thể nhận thấy, toàn bộ khổ thơ đầu tiên này, tác giả đã sử dụng giọng thơ say sưa trìu mến, sự lựa chọn những nét cảnh đặc trưng tiêu biểu, chỉnh tự miêu tả hợp lý, các từ ngữ linh hoạt và chi tiết thơ giàu chất tạo hình. Với những biện pháp nghệ thuật này, nhà thơ Thanh Hải đã tái hiện được bức tranh mùa xuân thiên nhiên đất trời. Bức tranh mùa xuân ấy không hề tĩnh tại mà đầy sức sống, đậm sắc màu và rộn âm thanh. Không chỉ là sự tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên mùa xuân đất trời khi vào xuân, ở khổ thơ này còn thể hiện rõ cảm xúc say sưa ngây ngất, niềm yêu đời, yêu cuộc sống thiết tha, khao khát tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên của nhà thơ. Nếu cảm xúc này trước một mùa xuân đang hiện hữu, đó là điều dễ hiểu. Nhưng các em hãy nhớ lại cho cô hoàn cảnh sáng tác bài thơ này. Bài thơ được Thanh Hải sáng tác vào tháng 11 giữa tiết trời đông lạnh giá và khi Thanh Hải đang nằm trên giường bệnh. Như thế, hẳn là nhà thơ phải có niềm yêu đời, yêu cuộc sống thiết tha, khao khát được tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên đến nhường nào, thì Thanh Hải mới có thể tái hiện được bức tranh thiên nhiên mùa xuân đầy sức sống với sắc màu nồng ấm như vậy. Từ cảm xúc của nhà thơ về thiên nhiên mùa xuân đất trời, bài thơ chuyển biến một cách hết sức tự nhiên sang cảm xúc của nhà thơ về đất nước. Các em chuyển cho cô sang phần thứ hai, hai nhỏ, cảm xúc của nhà thơ về mùa xuân đất nước. Mùa xuân đất nước, cảm nhận này của nhà thơ Thanh Hải được tái hiện ở khổ thơ thứ hai và khổ thơ thứ ba của bài thơ. Trước hết là hình ảnh đất nước trong hiện tại. Hình ảnh đất nước trong hiện tại đã được tác giả tái hiện ở khổ thơ thứ hai của bài. Các em quan sát lại cho cô khổ thơ và chú ý cho cô vào những từ ngữ mà cô gạch chân. Từ những từ ngữ này, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau đây. Đó là nhà thơ Thanh Hải đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì ở đây? Và những biện pháp ấy đã thể hiện cảm xúc của nhà thơ về đất nước trong hiện tại như thế nào? À, hẳn các em đã có câu trả lời rồi phải không? Trước hết, các em có thể nhận thấy là nhịp điệu và giọng điệu thơ ở đây không phải là say sưa trìu mến như ở khổ một, mà nhanh và hối hả, phấn chấn hơn. Thứ nữa là hai hình ảnh không mới, người cầm súng và người ra đồng, Thanh Hải sử dụng ở đây để biểu trưng cho hai nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng đất nước. Hai hình ảnh thơ này hết sức quen thuộc, nhưng điều mới mẻ là ở chỗ nhà thơ sử dụng hình ảnh lộc. Hình ảnh lộc ở đây mang nhiều ý nghĩa. Dựa vào chú thích ở trong sách giáo khoa, các em đã có thể hiểu lộc nghĩa là gì? À, các em đã có thể hiểu được lộc ở đây trước hết đó là trời non, là nhành non. Nhưng lộc ở đây không phải chỉ có nghĩa như vậy, mà lộc ở đây được nhà thơ sử dụng còn là sự biểu trưng cho sức sống mới của đất nước trong thời kỳ mới. Như thế, lộc dắt đầy trên lưng theo chân người cầm súng để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc
Lộc còn trải dài nương mạ theo chân người ra đồng để làm nên những mùa màng bội thu. Hay chính người cầm súng và người ra đồng đã mang sức sống mới, mang mùa xuân đến mọi miền đất nước. Các em chú ý cho cô tiếp vào các từ hối hả và từ xôn xao. Các em có thể nhận thấy rằng các từ này đã diễn tả nhịp sống khẩn trương, sự rung động, xao xuyến trong lòng người. Và chú ý cho cô sự lặp lại của từ tất cả. Điệp ngữ này đã nhấn mạnh, khẳng định sức sống đó, trạng thái đó có ở trong tất cả mọi người. Trở lại một chút với hoàn cảnh sáng tác bài thơ. Đó là vào năm 1980, khi đất nước ta vừa trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ với nhiều những hy sinh mất mát. Và bây giờ, khi chúng ta bước vào một thời kỳ mới với đầy những khó khăn thử thách, bắt vào nhịp sống ấy, mỗi người không chỉ có những người cầm chắc tay súng để giữ yên nền độc lập, tự do, sự yên bình cho Tổ quốc, mà còn tích cực khẩn trương lao động để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp. Và trong trái tim mỗi người đều có sự phấn chấn, trong trái tim mỗi người đều có tình yêu Tổ quốc tận đáy lòng. Như thế, khổ thơ thứ hai của bài thơ đã cho chúng ta thấy được niềm vui, sự phấn chấn của tác giả trước đất nước trong hiện tại, đồng thời cũng cho chúng ta thấy được sự thấu hiểu, sự trân trọng của nhà thơ Thanh Hải đối với công sức của những người cầm súng, những người đang chiến đấu và những người lao động đang vì quê hương đất nước. Không chỉ là sự cảm nhận về đất nước trong hiện tại, mà khổ thơ thứ tư của bài thơ chính là sự cảm nhận của Thanh Hải về đất nước trong quá khứ và tương lai. Từ hiện tại, nhà thơ đã nghĩ về đất nước trong quá khứ và hướng tới đất nước trong tương lai như thế nào? Trước hết, các em chú ý cho cô vào hai dòng thơ đầu tiên. Đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao. Đây là hai dòng thơ sử dụng cách nói hoán dụ và nhân hóa. Với nghệ thuật này, Thanh Hải đã hình tượng hóa đất nước mình, đất nước như một người mẹ hiền, tần tảo, vất vả, trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm đã làm nên chiều dài lịch sử. Và với biện pháp nghệ thuật ấy, đã thể hiện rõ niềm biết ơn, sự tự hào sâu sắc của nhà thơ đối với đất nước. Không chỉ là nhớ về đất nước trong quá khứ, nhà thơ còn bày tỏ cảm xúc về đất nước trong tương lai như thế nào. Các em quan sát tiếp cho cô hai dòng thơ của khổ thơ này. Đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Ở đây các em có thể nhận thấy là dòng thơ thứ ba tác giả sử dụng từ như. Và như vậy, các em có thể dễ dàng nhận ra biện pháp nghệ thuật mà tác giả sử dụng ở đây đó chính là biện pháp so sánh. Hình ảnh so sánh đất nước với vì sao đã diễn tả vẻ đẹp, trường tồn, kiêu hãnh, luôn lung linh, tỏa sáng của đất nước. Đất nước ấy không ngừng phát triển, đất nước ấy cứ đi lên phía trước, không một sức mạnh nào ngăn cản được. Như thế, với hình ảnh so sánh này, đã thể hiện rất rõ niềm lạc quan, sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. Một lần nữa, cô muốn các em trở lại với thời điểm sáng tác của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, đó là vào năm 1980. Đây là thời điểm đất nước ta còn nhiều những khó khăn vất vả. Từ đó chúng ta có thể thấy được niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng mà tác giả thể hiện ở đây thật đáng trân quý biết bao. Như vậy, với những hình ảnh thơ đẹp, giản dị, giàu ý nghĩa, giọng thơ hối hả, phấn chấn, đoạn thơ đã thể hiện suy ngẫm của nhà thơ về đất nước trong ba thời điểm: đất nước trong hiện tại, đất nước trong quá khứ và đất nước trong tương lai. Qua đó, nhà thơ Thanh Hải đã thể hiện không chỉ là niềm vui, sự phấn chấn trước đất nước trong hiện tại, mà còn là niềm tự hào khi nghĩ về đất nước trong quá khứ và niềm lạc quan tin tưởng khi nghĩ đến đất nước trong tương lai. Như thế, cô đã hướng dẫn các em, chúng ta cùng tìm hiểu một cách chi tiết về những nét đẹp, nội dung, nghệ thuật của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ ở ba khổ đầu của bài thơ. Và qua ba khổ đầu ấy, các em đã có thể nhận thấy cảm xúc của nhà thơ Thanh Hải trước mùa xuân của thiên nhiên đất trời và cảm xúc của Thanh Hải về mùa xuân của đất nước. Để củng cố nội dung bài học này,
Cô có một bài tập nhỏ cho các em như sau. Có ý kiến cho rằng, dấu ấn quê hương xứ Huế của nhà thơ in đậm trong khổ đầu của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Em hãy làm rõ điều đó. Chắc hẳn các em đã có những suy nghĩ riêng của mình. Ở đây, cô có một vài những gợi ý cho các em như sau. Nói rằng, đoạn thơ đầu tiên mang dấu ấn quê hương xứ Huế của nhà thơ Thanh Hải là hoàn toàn đúng đắn các em ạ. Bởi vì ở đây, các em căn cứ cho cô vào hai điều. Một, đó là dấu ấn quê hương xứ Huế của nhà thơ được thể hiện qua sắc tím đặc trưng của xứ Huế thâm trầm cổ kính. Sắc tím ấy được thể hiện qua việc Thanh Hải sử dụng hình ảnh thơ một bông hoa tím biếc. Bông hoa tím này có thể là bông hoa súng, cũng có thể là bông hoa lục bình giữa nền sông xanh hiền hòa thơ mộng. Nhưng sắc tím ấy cũng gợi cho ta nhớ đến màu áo dài yêu thương và cũng rất thân thương, quen thuộc của người phụ nữ xứ Huế. Thứ hai nữa, các em còn lưu ý cho cô đến việc tác giả sử dụng các từ để hỏi rất thân thương, mang đậm màu sắc của người xứ Huế, đó là hót chi. Và với hai tín hiệu nghệ thuật này thôi cũng đủ để cho chúng ta thấy được rằng đoạn thơ đầu của bài Mùa Xuân Nho Nhỏ là mang dấu ấn của quê hương xứ Huế thân yêu của nhà thơ. Như thế, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu những nét chung nhất về nhà thơ Thanh Hải, về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Cô cũng đã hướng dẫn các em để chúng ta thấy được những nét đặc sắc nhất về nội dung và nghệ thuật của ba khổ thơ đầu tiên. Từ đó, các em đã có thể cảm nhận được tình cảm của nhà thơ trước mùa xuân của thiên nhiên đất trời và cảm nhận của nhà thơ trước mùa xuân của đất nước. Trước mùa xuân của đất nước, nhà thơ có những suy ngẫm và tâm niệm gì? Ở tiết sau, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu tiếp bài thơ này. Về nhà, các em lưu ý là tìm hiểu và chuẩn bị trước cho cô tín hiệu nghệ thuật và nội dung của ba khổ thơ cuối. Đồng thời, các em nắm chắc cho cô nội dung bài học của buổi học hôm nay nhé. Xin chào các em.